lần đầu tiên con gái được make up chụp ảnh cho mẹ. Lại là Mai Phan nè, hello các bạn. Ở đây có bạn nào cũng làm make up mà tự tay make up và tự tay chụp ảnh cho mẹ mình chưa? Và chính là mình đây cũng đã gần 20 năm làm nghề make up rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà mình tự tay make up và chụp ảnh cho mẹ. Mẹ mình thì là một bác nông dân chính hiệu vì thế cho nên để mà dụ dỗ được mẹ tham gia vào việc make up và chụp ảnh của mình thì là cả một quá trình rất là gian nan mọi người ạ. Mẹ rất là ngại ăn diện và cực kỳ xấu hổ khi mà trên mặt có make up như thế này. Cũng chính vì cái sự mộc mạc đó mà các bạn nhìn các nét trên khuôn mặt của mẹ mình đều y nguyên không sửa một cái gì luôn. Kể cả da mẹ cũng không bao giờ biết bôi dưỡng da là gì. Mặc dù là con gái vẫn thi thoảng nhắc nhở là mẹ ơi mùa đông trời lạnh lắm mẹ bôi dưỡng da vào. Nhưng phải khi nào mà kiểu da mẹ mình khô nứt cả mặt ra thì lúc đó mẹ mình mới thế cái dưỡng này bôi như thế nào nhỉ con nhỏ. Nông dân thế đấy các bạn ạ, lúc nào cũng chỉ lo chăm con chăm cháu thôi. Bảo là make up làm tóc mà hết một tiếng á, thì còn lâu mẹ mình mới làm. Mình phải nói dối là chỉ có 15 phút thôi. Thế là mẹ mình mới ngồi xuống đấy. Và khi make xong thì mình đưa mẹ sang cửa hàng áo dài của Hoa hậu Ngọc Hân. Sau một hồi lựa tới lựa lui vì chiều cao của hai mẹ con mình quá ư là siêu mẫu, 1m52, 1m55, một chiều cao đặc biệt, nhưng mà cũng đã chọn được hai chiếc áo dài vô cùng đẹp và vừa vặn phù hợp với hai mẹ con. Lúc này là hai mẹ con đang ngắm gương rồi tự bảo nhau là ôi đẹp thế nhỉ. Và bây giờ thì hai mẹ con mình đi chụp ảnh đây. Oh my god!